Kiếp chào bị chưa cao người nha. Hôm nay thì mình vừa mới làm chuồng gà với bố mình rồi ạ. Thì bây giờ là 10 giờ rồi. Mình sẽ quay một cái video thôi mọi người ạ. Chứ chẳng biết ra video gì. Hiện tại thì mình cũng đang trong kỳ thi á, nên cũng không ra được video á. Mình biết cái video mà sự thật khiếp vlog nghe không mọi người? Video đó cũng có cô thì khen mình mọi người, mình cũng thấy rất là vui luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem là liệu mình giàu hay nghèo nha mọi người. Thật ra mình sẽ giải đáp câu hỏi của các bạn luôn nhá. Thật ra nhà mình thì cũng bình thường thôi, nói chung là người địa phương mà mọi người, cũng bình thường, không quá giàu, không quá nghèo. Có người thì họ khó khăn, có người thì họ cuộc sống giản dị thôi. Giờ mình bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem này, quay cho các bạn biết về ngôi nhà của mình luôn, cho các bạn khỏi thắc mắc ha. Hiện tại thì bố mình với mẹ mình đang làm cho chuồng gà mọi người. Mình làm một tí rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Mình nghèo hay giàu cho mọi người. Đây là nhà mình nhá. Đây nha mọi người. Đây là nhà mình nha. Còn đây là khung cảnh trước nhà mình này. Đây là nhà cũ của mình. Và là đây là kiểu như là dạng như là không có ai ở rồi. Đây mọi người. Nhiều người thắc mắc là nhà mình kiểu gì á. Đây quay cho mọi người xem nhá. Bây giờ mọi người biết giàu hay nghèo đấy nha mọi người. Nhà người địa phương thì mọi người biết đấy á. Mình sống ở khu vực Tây Nguyên á, nên có nhà ở là được mọi người, chứ không cần nhà cao sang đẹp gì cả. Ở trước nhà đây thì có cây xoài. Mọi người nhìn quả xoài nhà mình này, rất là nhiều luôn. Kín cây luôn nha mọi người. Đấy, đây là kín cây luôn nhá. Phía trước nhà mình á, đây là khung cảnh nhà mình thôi. Đấy, bây giờ các bạn biết nhà mình giàu hay nghèo rồi đấy. Nhờ các bạn thắc mắc á mọi người. Phía đây là nhà để xe chiều thì ngồi đây chơi thôi, hát rồi hò các kiểu. Kia là nhà kho mình thôi. Đấy, nhà mình thế đó nha mọi người. Đấy, nhiều các bạn thắc mắc là nhà mình giàu hay nghèo á. Thật ra là nhà mình cũng bình thường thôi mọi người ạ. Ở ngoài đây bố mẹ mình làm cái tôn này. Đấy. Cửa sổ thì làm bằng cửa sổ như thế này. Ở trong thì có cái rèm. Nhà mình có cái chuối này. Đấy, đây là ươm giống cao su này mọi người. Giống cao su bố mẹ mình lấy trên con tum để ươm á, để mùa mưa này bán cho mọi người dân ở đây. Đây có mấy con gà này. Đấy, đây là con sóc. Con sóc cho mọi người đi. Con sóc này đang ăn ăn gì ta? Con sóc này hình như nó đang ăn. Đây có mấy con sóc này. Như con sóc này đang ăn mì. Đấy. Đây bố mẹ ăn chuồng gà này. Vậy là các bạn biết nhà mình giàu hay nghèo với nhau mọi người. Thật ra thì ở chỗ địa phương á mọi người ạ, họ rất là có người, thì họ rất là siêng năng đi làm luôn. Nhưng mà có vài người thì họ lười. Đấy. Có người thì họ siêng năng làm, có người thì họ cũng siêng năng làm mọi người. Ở chỗ mình thì mùa này cũng là mùa hết điều mọi người. Cũng là như là điều thì bây giờ không còn nữa. Người ta cũng ít đi mót rồi mọi người. Còn mùa này thì mùa mưa thì ở chỗ mình thì người ta trồng lúa, có nhà thì trồng mì, có nhà thì trồng cao su. Nhưng mà cao su năm ngoái thì nhà mình trồng rồi. Đấy, bắt đầu vào mùa đũa cao su, rồi mùa đi câu cá. Nói chung là ở chỗ mình mùa mưa thì không thiếu việc làm mọi người. Có cái vui, có cái không vui. Đấy.
toàn những ở chỗ mình thì mưa thì làm việc như thế thôi mọi người ạ, cũng còn rất là nhiều việc luôn. Đấy, vậy là các bạn đã biết nhà mình giàu rồi hay nghèo rồi nha mọi người. Giải đáp thắc mắc của các bạn rồi nhá. Có người thì họ không dám bình luận vào YouTube, họ nhắn tin riêng Facebook cho mình mọi người ạ. Facebook của mình để ở dưới phần mô tả nhá mọi người, các bạn vào đấy các bạn với mình ha. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy clip mình hay, cho mình một like, share, subscribe kênh mình nhá. Ấn chuông nhận những thông báo nhá. Còn bây giờ thì mình xin bye bye mọi người nhá. Cho anh mấy anh em mình xin một like nhá. Để mùa mưa này mình quay video cho các bạn xem ha. Bây giờ thì mấy anh em mình có bye mọi người, bye bye mọi người nhá. Bây giờ thì mình đi đón em rồi phụ bố mình làm nhà đó mọi người. Nhà chuồng gà. Bây giờ bye bye mọi người, bye.